là mình có thể hoàn thành được tí thách hay không thì mọi người hãy cùng nhìn mình nhé. Ở đây còn có cả máy soi da nữa, nếu như bạn nào mà kiểu gần đây thì mọi người có thể đến đây để soi da xem da của mình có vấn đề gì không. Ở đây thì người ta sẽ soi da miễn phí và tư vấn miễn phí cho mọi người. Da. Em muốn tìm một bộ dưỡng da cho da nhạy cảm. Thì giờ đầu tiên thì chúng mình sẽ chọn tẩy trang trước. Tẩy trang thì mình sẽ lưu ý hai cái yếu tố là không cồn, không hương liệu và giá thành thì rẻ một chút. Thì ngày trước thì tớ có dùng cái của Bifast nhưng mà ở đây hết rồi. Mà cái đấy thì tớ cũng không biết mọi người dùng lắm vì cái đấy nó có hương liệu. Và tẩy trang da nhạy cảm thì hiện tại ở cửa hàng thì chị đang có sản phẩm L'Oreal này. Dòng này dành cho da nhạy cảm và làm sạch da rất là tốt nhá. Ngoài ra thì cái dòng này này cũng cho da nhạy cảm này, da thường da nhạy cảm này. Cái này là bao nhiêu tiền? Dòng này giá là 180.000 nhá, 180. Cái này là L'Oreal giá niêm yết là 169.000. Tại cửa hàng chị đang bán là 140 nhá. Senka, các sản phẩm của Senka cũng khá là lành tính. Dòng này thì dòng dành cho da dầu phần. Cái này có cồn mất rồi. Cái này có cồn mất rồi. Senka nổi tiếng rất nhiều cồn. Thực ra tớ đang muốn chọn cái L'Oreal này bởi vì là tớ hiện tại tớ ở nhà đang có cái chai này, dùng rất là thích luôn. Kiểu tớ hay kẻ mắt ấy thì tớ dùng cái bạn bán dầu này thì tớ thấy là nó đi rất là sạch sẽ luôn. Nhưng mà tớ nghĩ là nếu mà cho những bạn nào học sinh rồi không make up nhiều thì có thể chọn cái chai màu hồng này cũng được. Hai cái giá bằng nhau đúng không chị? Cái màu xanh đắt hơn 10.000 nhá. Bây giờ mình sẽ chọn này, tiếp biết có thể chọn cái này. Chọn 40.000 cái này. Em xem tiếp sữa rửa mặt nhé. Sữa rửa mặt thì hiện tại những dòng cho da nhạy cảm thì em có thể tham khảo những rửa mặt Naruko. Dòng này là giá 180.000 này, chứa thành phần là tràm trà này, ý dĩ của Nhật. Dòng Hatomogi ý dĩ này thì cái này nó nhiều. Cái thành phần nó có vị nhiều không? Nó có một chút paraben giúp bảo quản ở cuối bản thôi. Dòng này thì nó cũng rửa trôi đi, rửa thì nó không có vấn đề gì lắm. Cái này là bao nhiêu? Để đây giá 95.000 đấy. 95.000. Ok, thế là một mình 140 cộng với 95.000, 235.000. Ok, bước đầu khá là thuận lợi. Bây giờ thì em sẽ chọn là tớ sẽ skip qua bước toner bởi vì là thực sự tớ không cần thiết phải dùng toner lắm, tớ sẽ đến bước tẩy chết luôn. Thì với tẩy chết thì chắc là tớ sẽ chọn cái tẩy chết AHA hoặc BHA gì đấy. Không là choi. Chân ái em tới nhưng mà làm có đắt nhưng mà chúng mình sẽ không biết cho vào challenge này. Có cả serum của The Ordinary này. Dòng này latex 5% và 10%. Nó cũng là một dạng AHA đó. Nhưng mà là Tops AHA 7. Cái này là bao nhiêu vậy? AHA 7 là 280 đấy. Cái này là dòng latex 5% là 230. Cái latex này thì tớ từng dùng hết một chai rồi và tớ dùng chai 10% cơ. Nhưng mà nếu bạn nào mà kiểu chưa bao giờ tớ từng dùng acid thì mọi người có thể chọn cái latex 5% này. Giá cũng rẻ hơn nữa và cầm cho những bạn bắt đầu thì cái này là sẽ ok. Cái này là 230. 230.000. Thế là chúng mình đã hết 465.000 rồi. Cái này rất là thuận lợi. Mình sẽ chọn tiếp đến serum hiện tại cho da nhạy cảm thì ở cửa hàng chị đang có một số dòng, ví dụ như là Skin 1004 này, dòng này cũng dành cho da mụn và nhạy cảm cũng được này. Đấy, hoặc là dòng Clay này cấp ẩm cũng rất là tốt nhá. Ngoài ra thì một cái dòng nữa thì cũng bán khá là chạy, đó là cái Night Witches Hydra. Cái dòng này thì cấp ẩm sâu rất là tốt, các bạn da nhạy cảm dùng cũng được. Cái đó không biết chọn serum thế nào bởi vì là serum thì mọi người hay chọn theo cái nhu cầu của da mình. Tôi nghĩ cái nhu cầu kiểu cần thiết nhất chắc là nó giữ ẩm, tôi sẽ chọn một cái serum nữa. Thì cái Clay này thì tôi cũng đã dùng rồi, cái này tôi cũng đã dùng rồi và tôi đã review cả hai cái sản phẩm ở trên kênh của tôi rồi. Thế ngày hôm nay chúng mình sẽ chọn một sản phẩm khác. Vì tôi đang ăn nhận cái này bởi vì tôi thấy là cái này tớ đã đọc qua thành phần rồi. Cái này thì nó toàn là chiết xuất extract, kiểu chiết xuất thực vật ấy. Bản thành phần thì nó cũng rất là ổn cho các bạn da nhạy cảm. Cái này là bao nhiêu chị? Giá sản phẩm là 225 thôi nhá. 225. Hôm nay toàn mua đồ 200. Ok, mình sẽ lấy cái này luôn. Tiếp tục thì chúng mình sẽ chọn đến là kem dưỡng. Cái này không thể thiếu. Kem dưỡng hiện tại các dòng cho da nhạy cảm thì chị cũng có dòng của Skin 1004 này. Dòng này thì cho da nhạy cảm chứa tinh chất da má này. Hoặc là Clarins, cái dòng dưỡng ẩm của Clarins này cũng rất là tốt. Hoặc là dòng của Bioderma, cái dòng Chiva Bio này cũng phục hồi da rất là tốt nhá. Đặc biệt là những bạn mà da đang bị kích ứng. Thực ra cũng cái sản phẩm này hầu hết đa phần là tôi đã review trên kênh tớ rồi.
mà hôm nay thì tớ muốn là một chọn giới thiệu mọi người một sản phẩm nó khác hơn ấy. Thì cái này tớ đã từng dùng rồi, đây là cái sản phẩm kem dưỡng kiểu phục hồi da ấy. Tớ có một gian bị kích ứng rất là nặng, một kiểu bị bỏng rất là da ấy, thì chỉ cần dùng một cái này thôi là da cũng bình thường trở lại. Giá sản phẩm là 240 em nhé. 240 cái này thì da nào cũng dùng được hết, giữ ẩm. Ok, bây giờ còn kem chống nắng thì hiện tại dòng cho da nhạy cảm thì cửa hàng chị đang có dòng Sambami. Dòng Sambami này, này rất là nổi luôn. Này rất là nổi. Hoặc là dòng Skin 1004 này, dành cho da nhạy cảm dùng được luôn. Rẻ một chút mà cho da nhạy cảm đúng không? Thế thì các bạn cũng có thể dùng dòng Innisfree. Cái dòng này thì chất kem nó sẽ đặc hơn một chút. Đấy, nhưng mà dòng Innisfree này cũng rất là ok nhé. Như cái này thì giá tầm nhỏ. Sambami là giá 240.000 nhá. Dòng này 240 này. Dòng này giá là 280.000 này. Cái này là bao nhiêu? Dòng này giá 220 nhá. Tớ dùng cái nó là bí của Innisfree là tớ không thích lắm, nhưng mà nó tớ thấy nó hơi bí ấy. Nó hơi dày một chút. Và thực ra tớ không thích Innisfree lắm. Nên là dù giờ giá rẻ hơn tớ không muốn recommend lắm. Nếu mà thử thách này mà tí đợt ra thanh toán mà nó có hơn một chút thì chắc là cũng không sao, bởi vì tôi nghĩ là hôm nay tôi chỉ toàn giới thiệu sản phẩm tốt thôi. Cũng không sao. Thì tôi đang muốn để sang cái này, bởi vì cái này thì tôi thấy dùng rất là thích, rất là ráo và các bạn da nhạy cảm dùng được hết ấy. Và thực sự là cái bảng thành phần nó quá là đẹp luôn ấy, thế là tôi rất là khuyên mọi người nên dùng cái này. Cái này là 280 nhá. Ok, mình sẽ ra thanh toán xem là bill hôm nay mà sẽ là bao nhiêu nhá. Rất là nhiều mặt nạ nữa. Rất nhiều, nhưng mà chúng mình đã hết tiền rồi, nên chúng mình sẽ không thể mua được cái mặt nạ nào cả. Thôi rồi, đã thích cái mặt nạ với cái mặt nạ của Sixy Look. Cái mặt nạ thạch này tôi thấy đã rất là thích. Nó hết tiền rồi, nhiều. Hết tiền rồi. Bye bye. Ngọc ơi, của em hết 1.210.000 nhá. Nó mất 210.000 rồi. Mà có một chút xíu thằng đấy có hơn 200.000 không vấn đề gì nữa. Có 200 thôi. Đây là kết quả của buổi shopping của chúng mình. Tất cả phone, những đồ skin care. Hơi lớn một chút. Em cảm ơn. Chào em. Mình đã hoàn thành thử thách một cách chưa xuất sắc lắm, nhưng mà dù sao thì cũng là nhiều sản phẩm tốt nên là mọi người sẽ bỏ qua. Vừa rồi thì tôi đã hoàn thành xong thử thách mua đồ mỹ phẩm với giá trong khoảng 1 triệu, nhưng mà hơi lố một chút. Nhưng mà không sao, hy vọng là mọi người thích cái challenge lần này. Và nếu như mọi người muốn tìm mua những sản phẩm này thì tôi sẽ để info của cái cửa hàng tôi mua ở bên dưới cho mọi người tham khảo. Và mọi người có thể đến đây để soi da miễn phí nữa, tư vấn miễn phí nữa. Ok, còn bây giờ thì tôi xin phép kết thúc video tại đây và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi. Bây giờ thì bye bye.